cho cả nhà đã đến với kênh Thái Nhà Biển. Cả nhà ơi, hiện tại Thái đố vợ nhà biết là Thái đang ở đâu. Và đằng sau Thái là những nước cơn sóng rất là lớn. Và hiện tại là Thái đang ở chùa Cổ Thạch, hay được gọi là chùa Hang, hay có một cái tên gọi nữa đó chính là làng Cổ Thạch, hoặc là ở xã Bình Thạnh nè, hoặc là có một tên nữa mà thân thuộc nhất luôn, đó chính là làng chài Bình Thạnh. Nói chung là các tên đó là đều là tên của địa phương hết. Nếu như cả nhà tìm trên Google hoặc là đi tham quan tất cảnh du lịch thì đây gọi là làng chài Cổ Thạch và có di tích lịch sử rất là lâu đời. Hiện tại là Thái đang ở bờ biển. Ngày xưa mà Thái còn nhỏ cả nhà thì là ở nơi đây là rất là xa luôn, có nghĩa là bây giờ là cách đây chắc cũng phải là hơn 20 năm thì nước biển lăn chiếm vào rất là nhiều, làm cho nơi này là đất liền với lại cái quán là còn eo hẹp lại. Chứ ngày xưa ở đây rất là đẹp và rất là đẹp luôn. Hiện tại là Thái đang ở dưới biển và những cơn sóng rất là lớn, và đây cũng chuẩn bị là nơi giao đến tháng 2 Tây hoặc đến tháng 2 cho đến tháng 4 Tây, là chùa Cổ Thạch là một trong những nơi có bãi biển đẹp và sẽ xuất hiện rêu xanh. Xuất hiện rêu xanh là từ vào là 4 cho đến 6 giờ sáng ở nhà. Thái bây giờ Thái đi 9 giờ sáng rồi và đang là trong là tháng 1 vẫn chưa có sự xuất hiện của rêu xanh. Và tầm khoảng một tuần nữa thôi là ở nơi đây rất là đẹp luôn, với những mà lúc mà bình minh nè và hoàng hôn. Ở đây hiện tại là hôm nay là mùng 9 Tết rồi. Mùng 9 Tết thì ở đây là khách rất là đông, khách rất là nhiều luôn. Và nơi đây thì cả nhà nếu như xuống biển ở dưới Cổ Thạch mà có tắm á, thì đây là cả nhà chú ý nha, chỉ là tắm ở những cái vùng ở bên trong thôi, đừng có mà chạy ra xa bên ngoài. Đây caramel cho cơn sóng nè. Hiện tại là mùa này sóng rất là lớn luôn, tầm tháng 2, tháng 3 là sóng bắt đầu êm lại. Thì cả nhà về đây là điểm du lịch rất là thích thú. Và hiện tại là ở bên Bình Thạnh hay Cổ Thạch sẽ những cơn sóng hoặc là gió nó sẽ khác hẳn ở bên Phước Thể cả nhà. Có nghĩa là nó sẽ có cái eo gọi là eo La Gàng. Và eo này nó sẽ phân biệt giữa làng chài ở khu Phước Thể Liên Hương với Bình Thạnh. À, cả nhà thấy không? Những cơn sóng rất là lớn. Nếu như cả nhà về chơi thì nhớ là tắm ở trong này thôi. Ra ngoài xa là có những lốc xoáy của những tàu thuyền hoặc là những nơi rất là nguy hiểm. Những cơn sóng rất là lớn. Và trên này là lúc nào cũng có đoàn cứu hộ để ngồi để canh giữ và quan sát cả nhà. Thì giáp danh với lại bãi biển bên này thì đằng xa xa bên phía kia đó chính là bãi đá con, hay được gọi là bãi đá bảy màu. Thì nơi đấy nếu như mà buổi chiều cả nhà tới chiêu chiêu những ly nước mí và tắm biển rất là đẹp cả nhà ơi. Ở nơi đây thì các quán xá sẽ giáp danh với vùng biển luôn, thì có rất là nhiều hải sản tươi sống nè. Ngồi ra ở đây có các chú chụp hình truyền thống rất là đẹp nha cả nhà. Là một tấm thì tầm khoảng 15 đến 20 nghìn một tấm hình thôi. Cả nhà ở đây là những cái gọi là những cái tháp xây từ đất cát. Và ngày xưa Thái nhớ luôn, Thái đi tắm biển Thái thường chơi trò này nè. Và hôm nay đi quay thì gặp lại các em cũng như là chú đang chơi những cái trò tuổi thơ luôn. Ngày xưa là con tắm biển con hay thường chơi trò này lắm. Dạ.
ở ngoài bãi biển ở nhà là có những hang đá rất là đẹp nha. Ở nhà là tranh thủ check in những hang đá là cực kỳ đẹp luôn. Nếu mà đi ra xa là sóng rất là lớn nên là cả nhà chơi ở trong bờ thôi. Khoảng tháng 2 á, tháng 2 âm lịch là cả nhà về đây rất là đẹp, là nước là rút ra xa luôn và xuất hiện bãi dâu xanh gần bên này nữa. Còn bây giờ mà mùa Tết về đây là sóng rất là lớn bởi vì đang ảnh hưởng bão cả nhà. Playcam của Thái Nhà Viễn đang bay để lấy được toàn cảnh cho cả nhà xem nè. Đấy, cả nhà thấy toàn cảnh như thế nào. Rồi nó... Thái sẽ tiến lại gần các cô đang bắt cái gì trong hang đá nha. Theo thì Thái nghĩ thì sẽ là bắt những con ốc hoặc là những con hào. À dạ, chào các cô ạ. Tại vì con người dân địa phương á, đôi khi con nghe tiếng ở tỉnh khác hơi khó nghe một xíu ạ. Các cô từ đâu đến hả? Bình Dương là có kênh là Độc Lạ Bình Dương. Còn nếu mà về quê biển thì có Thái Nhà Viễn là con. Dạ. Ok, nãy cái cô bắt cái gì vậy ạ? Đây là ốc, ở quê con gọi là ốc cu. Dạ, ốc cu, nhưng mà ăn rất là ngon. Dạ, những cái hang này thường dính bào ngư lắm cô ạ. Có những con bào ngư nữa. Để cô mò thử cho nha. Dạ, đây nè. Đây là con đây là con vú nàng. Nó là dòng họ của con bào ngư. Dạ, con này ăn rất là tốt và nhiều bệnh ung thư ấy. Nó cứng lắm, mình phải có một cây dao. Dạ, mình phải có một cây dao mình mới lấy được. Ở đây là vú nàng và bào ngư bám cũng hơi bị nhiều ạ. Hoặc là ở đây có một con ốc nè. Đây là ốc ngựa. Đây này, đây cũng là một con vú nè. Cô mà bắt được á là cô phải có một cây dao hoặc cái muỗng. Dạ. Dạ. Chúc cô một năm mới về với con này là vui chơi này rồi sẽ có những cuộc vui thú vị. Cô có thể ghé những cái vườn nho, vườn táo rồi cô ạ. Dạ. Bên kia. Dạ, bên kia là bãi đá con thì cô đi tầm khoảng 4-5 giờ chiều thì rất là đẹp. Đúng rồi, đấy chiều. Bây giờ dạ. Ở đây chiều cô qua bển. Dạ, với lại ngày mai là ngày. Cô ghé bãi cát sa mạc và thăm sa mạc ở chỗ nào ta? Ở gần đây luôn. Dạ, bãi cát sa mạc và ở nơi đó là sẽ có là ông Nam Hải, có nghĩa là cá ông lớn nhất Đông Nam Á. Dạ, cô ghé qua đó là rất là đặc sản của người Bình Thuận luôn, từ Phan Thiết cho trở về quê của Thái luôn cả nhà. Đây là bánh bột lọc. Đây. Thường một hộp là bao nhiêu chị? Một hộp lớn như vậy là 50.000 một hộp. Wow. Một hộp này là ăn cũng phải là hai người. À, hộp này là 30.000 thôi. Hộp này là 20.000. Dạ, một hộp rất là nhiều, khoảng hai người ăn cả nhà. Nước chấm này là ngon nhất nè. Đây. Cực ngon luôn. Ván của chị bán là trên đường đi xuống bãi biển luôn. Đây. Đây, cả nhà có thể ghé ăn những hộp bánh bột lọc cực ngon và là đặc sản của người Bình Thuận mình. Cảm ơn chị rất là nhiều. Bên này là có bánh tráng nướng nè. Đến Đà Lạt thì có pizza Đà Lạt, về Bình Thuận là có bánh tráng nướng Bình Thuận nha cả nhà. Dạy khác này cả nhà, mà đi đâu về đây là đều có hết. Đây, những cái nước này ăn rất là mát luôn.
xương xăm, xương sáo nè, mũ gòn, mũ trơm, có dông sụn của Thái nhà biển nữa nè. Đây, rất là ngon cả nhà, rất là mát. Một ly là tầm bao nhiêu chị nhỉ? Một ly là tầm 15 ngàn nha cả nhà. Đây, cung đường ẩm thực là trên đường là lên xuống biển cả nhà. Bên này là có chả cá nè. Mình bán một miếng gì tầm bao nhiêu anh? Một miếng là 40 nghìn. Wow. Nhiêu đây 2 miếng. Dạ. À hết cái này là 2 miếng là 80 nghìn trong một chảo anh chị hả? Dạ. Đây 80 nghìn là hết trong một chảo như thế này luôn. Đây là chả cá phải đó là truyền thống luôn, là bằng tay luôn rồi cả nhà. Nãy em cứ tưởng là một miếng nhỏ như thế này là 40 nghìn, nhưng mà không, cả nhà ăn nguyên một chảo như vậy là 2 miếng. Có nghĩa là một miếng lớn như vậy đúng không anh? Đúng rồi, cắt ra nhỏ nhỏ vậy. Dạ. Cái này mà bỏ vô bánh mì ăn cũng rất là ngon. Đấy, về xứ biển này cả nhà đừng quên là món chả cá nha. Mình để gì cho dầu nó vớt xuống đúng không anh? Em có làm không? Wow. Đóng cửa 2 giờ, 2 giờ chị lên cắt cho chị luôn nhé. Về địa điểm mà khách sạn hoặc là nhà nghỉ á, thì cả nhà ở đây cả nhà có thể là tham khảo thêm một số nhà nghỉ nếu như cả nhà đi bộ xuống biển thôi. Thì gần ở đây rất là nhiều khách sạn và nhà nghỉ luôn. Đây là nhà nghỉ Phúc Trinh. Thấy vay cặn số điện thoại ở như cả nhà có nhu cầu thì alo trước nha. Và đây là một trong những nhà nghỉ. Tất cả nhà nghỉ nơi đây là Thái chưa ở lần nào nên cả nhà có thể tham khảo và điện và hỏi giá phòng từng ngày nha. Có thể là giá phòng sẽ dao động từ những dịp lễ Tết và những ngày thường sẽ khác nhau. Cả nhà có nhu cầu mà nghỉ để đi bộ xuống tham quan biển và trên chùa có thạch thì có thể là ở những nhà nghỉ gần biển. Đây nhà nghỉ Sông Én cả nhà. Thái sẽ quay cặn số điện thoại cho cả nhà tham quan nha, tham khảo. Ở nơi đây thì ngoài những món như là chả cá, bánh mì chả cá này, hủ tiếu, bún riêu. Và buổi tối ở nơi đây rất là nhộn nhịp. Cả nhà có thể xem những video ở chùa Quả Thạch mà em Thái quay vào ban đêm. Ban đêm thì ở đây rất là nhộn nhịp. Và hai cung đường này là bán hải sản hết. Và đi lên thôi là nghe thơm phức mùi hải sản nướng nè, sò điệp nè, cá này rất là nhiều luôn. Ở bên trong này đó là resort làng Quả Thạch. Nếu như cả nhà mà có tiền thì vào dì sọt làng Quả Thạch, nơi đó trong đó có hồ bơi và có những phòng nghỉ sẽ sang trọng hơn. Ở đây thì có bán tỏi nè, mũ chôm, mũ gòn và dầu tràm, tinh dầu tràm rất là nhiều. Đây là Thái đang đứng ở giữa ngã tư. Nơi đây thì cả nhà sẽ lên bãi cát sa mạc và ngư ông Nam Hải, nơi thờ cúng và Thái đã từng quay video nơi này. Cả nhà có thể vào Thái Nhà Biển để xem những video ở đây cả. Trên đường này có luôn bãi đá bảy màu rất là đẹp. Còn bên phía tây phải của Thái, đường này là sẽ lên chùa, để lên chùa tham quan di tích lịch sử và cũng như là lên mẹ Nam Hải. Này, khu này là đi lên chùa với cả nhà. Và trên này là mình sẽ về lại Phước Thể hoặc là thị trấn Liên Hương. Còn dưới này là Thái mới vừa đi lên, đó chính là con đường dưới biển. Ở này bán hải sản khô rất là nhiều. Có cá đuối, có tôm khô, có cá bò nè. Tại là Thái đang tiến thẳng về trên cung đường xuống bãi đá bảy màu. Và để xuống được bãi đá bảy màu thì mình sẽ, nếu như tính từ trên biển đi lên thì mình sẽ vẹo qua bên tay trái. Và nãy Thái có nói với mọi người là vào tháng 2 âm lịch đến tháng 4 âm lịch sẽ xuất hiện bãi rêu xanh.
Và đây cả nhà, đây là bãi rêu xanh trên bức ảnh nè. Và sẽ xuất hiện vào những hoàng hôn, bình minh, sẽ xuất hiện vào những đêm bình minh cả nhà, vào lúc từ 4 cho đến 6 giờ sáng xuất hiện bãi rêu xanh rất là đẹp. Đây, và để mà ngắm bãi rêu xanh mà cách nhanh nhất thì cả nhà có thể chọn nhà nghỉ Minh Hà nha. Và tất cả nhà nghỉ ở nơi đây là Thái chưa bao giờ ở, cho nên cả nhà có thể điện và hỏi xem là nhà nghỉ là có nệm hay không, có điều hòa, có máy lạnh hay không nha. Tại vì Thái qua đây á, Thái thường ở ngủ ở nhà Thái, chứ Thái không qua đây Thái ngủ ở nhà nghỉ. Nếu như có một dịp nào đó thì Thái sẽ quay trở lại ngày đẹp nhất của Bình Thạnh. Thái sẽ ở một cái khách sạn hoặc là một cái homestay nào đó đẹp mà Thái sẽ review cho cả nhà xem. Và hôm nay thì Thái có một bữa ăn cơm gia đình với ba với má để chuẩn bị vào Sài Gòn để ship những chai nước mắm cả nhà. Đây, Thái đây đang ở nhà nghỉ Minh Hà. Đây con đường có thể chạy xuống xe 6 chỗ, 8 chỗ. Giờ thì Thái sẽ quay bãi cát sa mạc cho cả nhà xem. Hiện tại là các nơi rất là gần nhau, nên cả nhà có về bên Thái chơi á thì ghé chùa nè, ghé biển nè, và nhớ ghé bãi đá bảy màu nè, và hãy ghé luôn bãi cát sa mạc. Và nếu như muốn thưởng thức những món ăn như bánh tráng kẹp chả, cá đuối suối mỡ thì cả nhà nhớ ghé Đồi Dương nha. Và đây là bên này là xuống bãi đá bảy màu, trên dưới này có nhà nghỉ tên là Minh Thư nè. Và bây giờ thì dưới rất là nắng thì Thái sẽ chạy đến nơi bãi cát sa mạc. Hiện tại là Thái đang có mặt ở bãi cát sa mạc. Đến trước khi mà mình va tới bãi cát sa mạc chỉ còn vài bước chân thôi, thì ở đây là có những quán cà phê nghe, rất là ngon nghe. Ly cà phê đây bán ngon lắm mà rẻ nữa, 10.000 một ly thôi. Đây, phía đằng trước Thái là làng chài Bình Thạnh nè. Thì bây giờ là ghe ở Phước Thể, Liên Hương là tập trung ở nơi đây hết, tập trung ở Bình Thạnh hết cả cả nhà. Đây là ở dưới kia là có các cô chú đang đi lưới vào nè, rất là đẹp. Là ghe thuyền bên Phước Thể hay ở trong vườn là đều tập trung lên đây hết. Tại vì nó bị ngược, cả nhà hiểu không? Là ở Vê Thái thì gió rất là lớn, sóng rất là lớn, nhưng mà ở tập trung vùng eo này á là rất là êm. Và ghe tàu là mùa Bắc này là sẽ tập trung ở nơi đây, còn mùa Nam là sẽ tập trung ở Vê Thái. Đó, cả nhà mà về Vê Thái mà du lịch á thì mùa Bắc là từ tháng 1 dương lịch đổ về tháng 6 dương lịch, cả nhà thể ghé bên Bình Thạnh chùa Cổ Thạch để tham quan. Còn nếu như mà đi mùa hè thì cứ ghé ở làng chài Phước Thể ở Vê Thái nha. Đây, trước mặt Thái là ngư ông Nam Hải này. Thì Thái đã quay video trong ngư ông Nam Hải rồi, là cá ông trôi dạt vào Bình Thạnh là lớn nhất. Còn ở bên đây là bãi cát sa mạc. Ở đây nếu như mà chiều tối á, hoàng hôn xuống mà cả nhà leo lên bãi cát sa mạc ngắm trăng, ngắm trăng vào những đêm 16 âm lịch đó, rất là đẹp luôn. Thì tầm 16, 15 âm lịch đó là những nơi đây này bà con ngư dân ngồi tụ tập lại ăn cơm hoặc là hát hò rất là đông. Đây, đây gọi là bãi cát sa mạc nha cả nhà. Thái đang đứng ở dưới thôi. Nếu như ở trên nữa thì cả nhà có thể mua những chiếc trượt cát rất là đẹp như mũi né cả nhà ơi. Đây là lăng ông Nam Hải nè. Cả nhà có thể vào viếng thăm và thắp nhang cho lăng ông Nam Hải luôn. Đây là bãi cát sa mạc.
cùng Thái tiến đến ngư dân xem thử những mẻ kéo lưới lên. Xa xa có những chõm đá rất là đẹp luôn. Mùa này thì đa phần thì ngư dân làng chài bên này là thường đi lưới cả nhà. Dạ, này là mình đang vũ lưới lại đó anh. Sáng mình đi vào cá gì vậy anh? Cá hành nữa. Cá hành. Rồi, các anh chị đang đi lưới vào. Cái đây chắc là đi vào buổi sáng anh nhờ? Khoảng 7 giờ. Dạ, khoảng 7 giờ sáng. Có thể cả nhà mà ghé đến làng chài, có thể ghé xuống khu Bình Thạnh 6-7 giờ sáng để tham quan và cuộc sống ngư dân sau những giờ đánh bắt lưới cá cả nhà. Đây là Thái đi hơi trễ nên là các anh đang vũ lại lưới cho sạch đúng không ạ? Dạ. Bên đây nữa nè. Sáng mình vào đông không anh? Đông. Dạ. Làm xong hết, về hết rồi. Dạ, giờ này là cái thúng ở trên này là xong hết rồi. Anh vào trễ nên là vũ lưới xong cái này nữa là anh cũng vào nghỉ ngơi luôn. Mùa này là đi cá súc hay cái cá liệt anh? Cá hanh, những con cá lớn thôi hả? Những cá lớn rồi, đi bắn cá lớn rồi. Cá hanh mực nữa. Dạ, lưới này cũng dính mực luôn. Dạ. Bên anh này là đang có những con ghẹ dẻ nè. Những cái ghẹ này là thường bao nhiêu tiền một ký anh? 70-80 anh hả? Này hai anh chị đang kéo vào. Chai nước mắm thủy tinh để gửi qua cho chị ở bên Mỹ cả nhà. Thì nước mắm là chị sẽ gửi bằng cái đường vận chuyển của bên chị qua bên Sài Gòn Thái lấy luôn. Chứ Thái không có biết cách gửi đi Mỹ nước mắm như thế nào, ngay cả mắm nêm, mắm cái nữa cả nhà. Đây là những chai nước mắm phải gọi là rất là tinh túy luôn.
Đó, dậu đứng mà thơm phăng phắc luôn cả nhà. Wow, đã quá. Đây, đeo cặp cho. Đây, những chai nước mắm rất là đẹp, cực đẹp luôn. Dạ, để tí nữa con rửa luôn, dì hai. Đây, đây cả nhà thấy đẹp không? Tranh thủ là đi từ Bình Thạnh về là đông 30 lít nước mắm. Nữa múc ít chai đi về ăn canh chua. Ba Thái đánh một lưới cá gì á cả nhà, cá kình á vào rất là ngon luôn. Đây là những chai nước mắm mà nửa lít. Ở Sài Gòn thì Thái sẽ vào chai nhựa vận chuyển cho nó đỡ bị bể vỡ cả nhà. Còn chai thủy tinh này chị bỏ trong cái thùng xốp và có những cái ngăn lại nữa. Nên là rất là dễ vận chuyển đi. Rất là đẹp cả nhà ha. Trời, rất là thơm cả nhà, coi màu nước mắm nè. Đây là cái chai là Thái sẽ múc về ăn canh chua đây. Đây cả nhà xem màu nè. Đó. Cái lu này là chín rồi. Là chuẩn bị là Thái sẽ cho ra những cái thùng nước mắm đầu tiên của nước mắm nhà Thái. Là cả nhà sẽ mua và đã có những cái mẻ nước mắm mới cả nhà của đầu năm Quý Mão. Thì chai này là chai bằng nhựa là tròn tròn. Ú ú như nãy Sapa TV là để mà vận chuyển á, đỡ vỡ cả nhà ơi. Thì thấy múc một xíu thôi để về ăn. Đây, caramel cho quay nha, cặn nha, rất là đẹp luôn nè. Đứng rất là thơm. 140.000 một lít. Cả nhà inbox và mua cứ alo với số hotline là 0938 280121 nha. Thơm quá à. Cái này mà cả nhà mà ăn bánh chén cuốn thêm vài trái ớt hiểm thôi thôi. Cực ngon luôn. Ngon rồi. Trời ơi, nhìn cái dĩa ớt là ngon hả cả nhà ơi. À, hồi nãy là đi múc chai mắm này ở dưới trại của Thái, của nhà Thái chứ. Thì phát hiện anh Bốn ở đâu cạnh đó nên là hú anh Bốn qua luôn. Hôm nay là bữa ăn là tí nữa là em sẽ về Sài Gòn anh Bốn ạ. Dì à? Dạ. Rồi đi quay hết này, đi không mấy giờ đây? Em ăn xong rồi là bắt đầu em lên em chơi với con em xíu là tầm nửa tiếng nữa em đi á. Dạ, đi xe nhỏ hay xe lớn? Dạ em đi xe hai bánh vào. À. Đây cameraman cho cặn này. Có gì? Đây là cái gì nâu mà sáng ba dậy sớm ba đánh. Đánh vì một lưới cái gì nâu chắc cũng khoảng 10 con ở nhà. Cái gì bông, cái gì bông em à? Cái gì bông? Cái gì bông? Gọi là cá kình na nè. Ừ, đúng rồi. Cái này bông nhỏ nhưng mà có vỏ lắm. Đột cá này có thơm thịt chứ á. Cá này mua ở chợ cũng không có rồi cả nhà. Chợ bữa nay tới mấy ngày đây chưa có cá từ để ăn rồi. Hên lắm mới được gặp ba con, chút con rồi. Sáng đánh lưới đông không ba? Đông, vẫn đông không? Anh ba vô Phan Thiết rồi cả nhà. Thì hôm nay gia đình Thái thì còn anh Bốn. Wow. Anh Bốn còn lăng vắng ở đây nè. Dạ. Cho tái ớt xanh vô cho nó có màu sắc đó nha. Màu sắc vô. Rồi ba ngồi xích vô để con bới cơm cho. Vô, sườn cá ngồi ăn. Dạ, mắm em mới múc về nè. Mời cả nhà cùng ăn bữa cơm đạm bạc. Nói chung là bữa cơm của viên thuộc của các nhà ở làng chài. Là sáng là lấy lưới ra đánh ra thôi là có cá ăn. Như đồ nấu chua ở cũng mắc á, rồi mười mấy nghìn á, cà ý là mười mấy nghìn á, cà ý là đổ tới mấy ngày đây thôi chứ nó lên rồi. Đây mời cả nhà ăn cái gì nha ba, ăn ba. Trời ăn cái này mà ba phải chân nước à, nước ngựa. Ngày xưa là có chân cá khô á ba. Đúng rồi, cá khô. Cá khô chưng cá chỉ vàng ngon lắm. Cả nhà mua cá chỉ vàng lô Thái nha. Cá chỉ nè, dông sụn nè, hoặc là hải sản sống nè, thì cứ alo với Thái nha. Ngon quá. Nhà Thái ăn rất mắm ngập như thế này nè, ăn nó mới đã.
Ngon quá. Wow, đã ghê. Cá này mà dĩ nữa lên viên cua luôn em. Cá lên viên cua gì nè, ở nhà là bỏ một chén á. Sau đó mình mới lấy đũa mình bự bự ra là mình ăn luôn à. Cắm mắm rất là ngon. Mắm ngập luôn. Ngon. Thơm thịt răng. Ngon. Thơm thịt mà gọi nước nữa nha. Quá đã. Rồi, đã quá. Cay quá. Cay á ba. Cay quá. Lỗi anh bố. Thịt chua này ăn ba mới mắm ngon nữa. Mà lại ớt mà lại cay nó mới ngon ba. Đúng rồi, sao? À để anh chen luôn. Nước canh chua này quá nhất là nước này á. Dán lâu rồi cả nhà ơi. Từ mùa Tết tới giờ là vẫn chưa ăn bữa canh chua nào. Bữa đây là bữa canh chua chứ ba bánh lớn nha. Vài biển xếp nhà Thái nhà biển cả nhà ơi. Nhà em nói là xếp biển luôn nha. Ngon lắm cả nhà ơi. Còn nóng nữa. Ngọt nữa chưa? Ngọt. Cá chưa? Ngon, cơm ngon, nước mắm ngon nữa. Nói chung những mấy ngày Tết đây cả nhà, riêng một số canh chua mà thêm kèm nước mắm Thái nhà biển. Cá từ cho bà Thái đánh nữa là ba cho bốn luôn á. Là sô canh chua này là ăn nó là cả nhà nên nhớ là rất là ngon nha. Bao ăn luôn, ok luôn á. Cả nhà muốn thưởng thức cái món ăn dân dã và muốn thưởng thức những hương vị truyền thống của làng chài thì cứ về nhà Thái nhà biển hú anh bố. Anh bố sẽ ra tay nấu. Anh bố sẽ hết mình. Canh chua với lại cái canh gì bữa mình canh chua với lại cái bữa canh gì ở trên núi á, canh ám. Mắm ngon quá. Ừ, hai canh đó là ok luôn chứ. Nếu như em nói nhà biển mở hôm tây ở quê thì được không ta? Hôm tây á? Hôm tây là nhà nghỉ khách sạn và các tour du lịch đó anh. Được. Nếu mà nếu em có các đất đầy đủ rồi mới ok đó. Vì cả nhà ơi coi video đừng bỏ qua quảng cáo để em nói kiếm tiền mua đất cho cả nhà. Mua đất xây hôm tây nhà nghỉ. Hôm tây là ok. Kèm những cái tour du lịch ở quê Thái luôn. Có mấy cô chú nào mà muốn hùng vốn không ta? Em thấy nghèo vốn. Các chú nào mà có hùng vốn em Thái à, biển có gì liên hệ Facebook hay là khoảng như là những cái kênh cho em Thái à, biển chứ cả nhà cứ cho những chữ nào cái gì mà cơ gọi là tin nhắn, tin nhắn Zalo, Zalo cả nhà. Số điện thoại là 0938280121 ạ. Được. Đó là mùa hè êm á, khách du lịch về á, đưa ra đảo chơi vui á, cắm lửa đốt chạy rồi luôn, thú vị. Ngon quá. Tôi ước vọng mà nếu mà có như vậy á, cả nhà nhớ xem cái clip này là em bốn là sẽ là ok là cái phần mà giao về đảo là lặn hải sản cho cả nhà ăn luôn. Ngon hả ba? Là... chuyến thứ hai. Nước ở nhà mà có trước bọn nãy em thấy có nói á là nước ở nhà đi ra được bài đảo là em bốn này bao là hải sản là lặn đem lên là nấu nướng ăn cho cả nhà luôn. Ba ăn hai chén ba no chắc ba nhường lại cho mấy anh em mình ăn quá. Dạ nước cò tướng cò. Dạ nói về nước mắm này á là thấy muốn chia sẻ thế này là chồng của Thái á, là người miền Nam là ảnh ăn nước mắm Nam Ngư rất là nhiều, trừ khi mà cưới Thái rồi á ảnh không ăn ăn nước mắm lúc đó nữa. Khi mà bị nghiện nước mắm truyền thống của quê Thái, cưới người con xứ biển rồi phải hòa nhập xong rồi ghiền luôn. Mắm ngon mà. Đã quá. Mùng mấy bay đi biển mà chắc quay qua nhà mà qua
À, bây sống giờ không, giờ bây giờ sống không thổi thì bảo thôi chứ sao đi. À. Tôi nghĩ qua dầm. Sống lớn hơn hồi nãy thấy quay bên chùa cả nhà. Làm anh chén thứ ba. Nãy con đi quay chùa có mấy chiếc thúng đi lưới vô bà lưới cá hành á. À bánh hoài mũi á. Dạ. Bánh mũi đèn bánh cá liệt dầu rồi đó. Đúng rồi. Bánh cho nó. Như cá dũa rồi nó nhấp rồi đó. Dũa chút rồi. À. Làm tour du lịch xong rồi là dắt cả nhà đi vườn táo này, vườn nho này. Có vườn sầu riêng nữa. Ngon chưa? À. Đã nha. Ừ. Tết giờ mới ăn á. Tết giờ toàn là kho, bánh tét, gà. Đồ rừng quá. Trời ơi, thế nó ngán luôn. Đâu bữa đây là thấy ok rồi. Chế nước giờ ăn em. Dạ. Bà chế giùm con miếng nước đi. Hết nồi. Ôi. Nước mắm cả nhà này. Rồi nước mắm rất là ngon luôn. Mà vừa rồi là dắt ba đi Đà Lạt là lần thứ hai. Lần thứ hai so với lần thứ nhất ba thấy sao ba? Lần thứ nhất không bằng lần thứ hai đâu. Lần này này mới vui rồi. Lần này vui hả ba? À, nhiều chỗ, nhiều cảnh đẹp nữa. Rồi lần trước là mình đi tuấn này mưa gió. Dạ. Nó không có được vui. Còn mình đi tuấn này đây là ở mép Mỹ luôn. Và là ngày sinh nhật của bé Sam nữa. À, ngày sinh nhật của chú cháu ngoại nữa nhá. Cháu rất là vui nữa nha. Mà là sinh nhật vài nắng á, hồi đó giờ ai sinh nhật vài nắng mà mình đi đi sinh nhật vài nắng là rất ok luôn á. Không đụng hàng luôn. Lần trước á là đi là không có vợ chồng anh bố. Ngay đi là có vợ chồng anh bố luôn. Ừ. Lại thiếu lại vợ chồng anh ba. Anh ba. Ừ. Còn ông làm chén lên. Thứ bốn lên. Còn mình thức giam mà. Em 4 thì em sẽ làm 44. 4 chén. Rồi. Thêm miếng nước nữa thì bài luôn. Con no. Ngon. Cay. Dạ. Cay. Cay là ngon. Cho anh á. Hiện tại là shop cửa hàng của Thái Gia Biển đã bán lại tất cả các mặt hàng hải sản tươi sống và cũng như là nước mắm. Nước mắm mà ăn đúng mà nguyên bản của Thái Gia Biển luôn á, của nhà Thái làm là 140.000 một lít. Là cả nhà order 5 lít em Thái xin miễn phí ship. Thì cả nhà ủng hộ có thể alo cái Thái like là 0938280121. Giờ thì em Thái sẽ kết thúc video tại đây và để cho ông xã cameraman ăn với anh bố. À. Nói chuyện với anh bố, trò chuyện một xíu để hai vợ chồng về lại Sài Gòn để đóng hàng, ảnh cũng có công ty của ảnh nữa. Thì con cũng kết thúc video tại đây luôn. Ba cũng hết no rồi. Thì hy vọng cả nhà sẽ ủng hộ những chai nước mắm, những con cá, những con mực của Thái Nhà Biển sẽ góp phần lợi nhuận vào các quỹ từ thiện Thái sẽ đi khắp nơi nè. Thứ hai nữa là sẽ có một chút lợi nhuận để góp vào phần tiền mua đất để xây dựng ước mơ mở homestay khách sạn tại quê nhà, cũng như là cho ra những cái tour gói du lịch. Hy vọng với cô chú ủng hộ Thái Nhà Biển và chia sẻ video Thái Nhà Biển lan tỏa đến mọi người để biết nhiều hơn về Thái Nhà Biển. Và giờ cuối video em Thái kính chúc cả nhà năm Quý Mão an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Bye bye, hẹn lại mọi người vào clip sau.